Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn, đó chính là nếu như người con gái không tôn trọng bạn thì bạn cần phải làm gì. Các bạn thân mến, bạn đang ở trong một mối quan hệ mà bạn cảm thấy mình không được tôn trọng, không được trân trọng. Bạn cảm giác như cái mối quan hệ này nó có cái gì đó sai sai. Cô ấy không thể hiện cái sự tôn trọng của cô ấy đối với bạn. Và nói thẳng ra là cô ấy không tôn trọng bạn. Vậy bạn cần phải làm gì và làm như thế nào thì video ngày hôm nay sẽ cho bạn lời giải đáp. Bạn sẽ khiến cho cô ấy phải thay đổi, phải tôn trọng bạn sau khi mà bạn có thể thực hành đúng như cái video này các bạn nhé. Việc đầu tiên, bạn có thể ứng xử với một người con gái người ta không tôn trọng bạn, với người yêu của bạn họ không tôn trọng bạn, đó chính là hãy cho cô ấy biết rằng cô ấy phải tôn trọng bạn thì mới được ở trong cuộc sống của bạn. Cho dù có thể bạn không có giỏi hơn cô ấy, có thể bạn không có tài hơn cô ấy, có thể bạn nghĩ rằng mình không có thể tìm được một cô gái nào hơn cô ấy nữa, bạn chấp nhận cái sự thiếu tôn trọng của cô ấy dành cho bạn, thì bạn hãy bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Các bạn thân mến, cho dù bạn chưa có giỏi, chưa có tài thì mình có thể cố gắng cơ mà, đúng không? Chả có cái gì là không thể ở trong cái cuộc đời này cả. Không có cái gì là giới hạn cho các bạn đâu. Bạn có thể có được những điều tuyệt vời hơn, những cái thứ hiện tại rất là nhiều. Bạn có thể kiếm được cô gái tốt hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng với một cái điều kiện, bạn phải tin rằng không có cái giới hạn nào cả. Thế nên là khi mà bạn tin được điều đó rồi thì bạn mới có thể đưa ra cái quyết định là nếu như cô ấy không tôn trọng bạn, cô ấy không có cửa để bạn yêu. Khi mà bạn rõ ràng với cô ấy, bạn đánh thép với cô ấy, thì bạn có biết điều gì không? Nếu như cô ấy thật lòng yêu thương bạn, cô ấy sẽ phải có cái cư xử khác đi. Còn nếu như cô không cư xử khác đi thì sao? Thì bạn im lặng cho mình, không liên lạc với cô ấy cho mình. Hãy nói với cô ấy rằng đừng bao giờ thể hiện cái sự không tôn trọng trước mặt anh. Từ bây giờ, đừng bao giờ thể hiện cái sự không tôn trọng với anh. Nếu như muốn ở trong cuộc sống của anh thì tốt nhất em phải tôn trọng anh. Nói thẳng ra cho mình như vậy, để người con gái có thể biết được là mình muốn cô ấy tôn trọng. Nếu không tôn trọng, không được anh yêu, anh sẽ không yêu người con gái không tôn trọng anh nữa. Và bạn nói được, bạn làm được cho mình. Đừng có nói được nhưng mà không làm được thì bạn thất bại. Nói được, làm được cho mình, chắc chắn con gái sẽ phải có cái sự thay đổi. Chắc chắn là như vậy. Bạn nói được, bạn làm được, chứ không phải là mình nói được như cái câu này xong rồi là đến khi người ta nói những lời không tôn trọng mà mình vẫn đồng tình. Không, chỉ cần nói một lời không tôn trọng thôi, không phải yêu đương gì nữa. Khi mà một người đàn ông ấy mà không được tôn trọng ấy, thì các bạn cần phải biết rằng người con gái đó coi thường bạn thì họ mới không tôn trọng bạn. Yêu ấy mà đã coi thường ấy thì người ta coi bạn chả là cái gì đâu. Khi yêu ấy, mình phải là cái điều quan trọng trong lòng cô ấy thì mình mới lên bước vào tình yêu. Còn nếu không được là quan trọng ấy thì yêu để làm cái gì? Để cho người đời thấy là bạn yêu một cô gái tốt à? Một cô gái đẹp à? Nếu bạn làm như vậy là bạn sống vì những cái lời nói của người xung quanh, bạn không có chính kiến của riêng mình, thì lấy lý do gì bạn có thể hạnh phúc? Có đúng không nào? Cái điều thứ hai là không cho phép cô ấy có những cái lời nói và hành vi thiếu tôn trọng với mình. Khi mà mình đã nói được cái câu là phải tôn trọng anh thì mới được anh yêu, thì đến cái câu thứ hai này thì bạn phải xem những cái hành vi của cô ấy. Nếu chỉ cần một hành vi nhỏ thôi thiếu tôn trọng bạn, dừng ngay lại với cô ấy. Trừ khi cô ấy tôn trọng và trân trọng mình thì mới có cửa được mình yêu. Bởi vì bạn cũng xứng đáng với một cô gái yêu thương bạn mà. Bạn cũng tôn trọng cô ấy, lấy lý do gì cô không tôn trọng bạn? Không tôn trọng thì ở lại với nhau để làm cái gì? Để làm khổ nhau à? Đúng không các bạn? Hãy biết rằng mình xứng đáng các bạn ạ. Khi mà mình biết rằng mình xứng đáng với một người thực sự yêu thương mình, cho dù có phụ nữ hay không có phụ nữ, điều đó không có quan trọng các bạn. Không có quan trọng. Quan trọng là khi bước đến tình yêu, người ta phải tôn trọng bạn từ hành vi, lời nói và hành động. Phải khẳng định rằng nếu như hành vi của cô ấy thiếu tôn trọng, hành động của cô ấy thiếu tôn trọng, lời nói của cô ấy thiếu tôn trọng, ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy nói rõ ràng với cô ấy. Và tốt nhất là hãy tạm dừng ngay cái mối quan hệ lại, để cho cô ấy nhìn nhận lại bản thân mình.
Bởi vì khi mà cô thiếu tôn trọng bạn thì là bạn sai, cô sai. Cô ấy sai đúng không? Cô ấy sai thì cô phải làm như thế nào thì mới được yêu bạn? Làm như thế nào thì mới được bạn trân trọng? Còn đâu nếu như bạn thấy bạn quá kém cỏi, còn cô quá tốt đẹp ấy, thì cho dù cô như thế nào ấy thì vẫn được bạn yêu ấy. Thì khi mà các bạn làm như vậy thì cô càng không tôn trọng bạn hơn. Mà một người ấy, mà không được tôn trọng ấy, người đó không được yêu đâu các bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng người ta không tôn trọng mình mà người ta yêu mình đâu. Người ta yêu ấy, bạn cũng chỉ là con cò trong mắt của cô ấy thôi. Nếu tìm được một người tốt hơn bạn, giá trị hơn bạn ấy, cho dù người ta kém cỏi, ví dụ như là người ta không có đẹp trai bằng bạn, người ta không có giỏi bằng bạn, nhưng mà chỉ cần người ta có giá trị hơn bạn, người ta biết nói với cô ấy rằng không tôn trọng tôi, không có quyền bước vào cuộc sống của tôi, và tôi cũng không thèm yêu cái cô gái không tôn trọng tôi. Đấy, cái người đàn ông như vậy ấy, rất là tuyệt vời trong mắt con người hai các bạn. Cho dù giỏi hay không thì mình chưa có nói đến cái điều đó, nhưng khi mà người ta có thể nói với con gái và thực hiện được điều đó ấy, thì người đàn ông đó biết xứng đáng được yêu các bạn nhé. Và cái điều thứ ba bạn cần phải nói với cô ấy rằng chỉ cái người mà tôn trọng mình mới được bước vào cuộc đời của mình. Chỉ có người yêu thương mình mới được bước vào cuộc đời của mình. Chỉ người thật sự, thật lòng với mình thì mới được mình yêu. Thì đó cũng là những cái tiêu chuẩn rất là tuyệt vời mà mình nghĩ rằng bất kỳ ai bước vào tình yêu cũng nên có điều đó. Bởi vì họ không tôn trọng thì có nghĩa là họ chẳng coi mình ra cái gì cả. Họ không coi mình ra cái gì cả nên mà họ mới tôn trọng. Nhưng tất nhiên đôi khi cũng có cái trường hợp bởi vì mình cứ dễ dãi quá nên là người ta cũng không tôn trọng. Nhưng mà khi mà bạn đưa ra cái tiêu chuẩn là phải tôn trọng tôi thì lập tức người con gái quay trở lại tôn trọng bạn ngay. Đó, đôi khi là mình cần phải có những cái nguyên tắc của mình nhá. Khi mà mình yêu ấy, mình cũng phải có những nguyên tắc thì mình có thể hạnh phúc. Mình biết quy luật của tình yêu mình mới có thể hạnh phúc. Và nếu như mà bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về tình yêu ấy, để mình có thể làm chủ tình yêu ấy, thì bạn có thể tham gia khóa học của bạn Toàn Nguyễn có tên là Chiến thắng trò chơi tình yêu, luôn có những điều bạn muốn. Để tham gia khóa học bạn hãy lên Google của Toàn Nguyễn Hạnh Phúc.vn là giao khóa học của bạn ấy. Và khi nhắc đến tên Thu Thảo tư vấn ấy, thì các bạn sẽ được giảm 10% trong khóa học của bạn ấy nhé. Cái điều thứ tư bạn cần ứng xử với một cô gái không có tôn trọng bạn, đó chính là trước khi yêu bạn phải có những cái tiêu chuẩn cho người bước vào tình yêu của mình. Bởi vì khi mà mình có tiêu chuẩn cho người bước vào cuộc đời của mình thì khi mà chạm đến cái tiêu chuẩn đó thì mình hãy bước đi, đúng không các bạn? Khi chạm đến cái tiêu chuẩn đó thì mình sẽ rời bỏ. Chạm đến cái tiêu chuẩn đó thì người đó không được bước vào cuộc sống của mình nữa. Khi mà các bạn làm được điều này thì các bạn cực kỳ có giá trị trong mắt con gái. Người mà thực sự yêu tôi mới được tôi yêu. Người mà chân thành với tôi mới được tôi yêu. Người chung thủy với tôi mới được đáng được tôi chung thủy. Bởi vì tôi luôn dành những điều tuyệt vời, những điều tốt đẹp cho người con gái của mình. Đó, cái bản thân mình ấy, mình cũng phải xác định rằng khi mà mình bước đến tình yêu, mình sẽ dành những điều tốt nhất cho người phụ nữ của mình. Những điều tuyệt vời nhất, những điều tốt nhất. Tất nhiên là đôi khi chúng ta chỉ là một con người bình thường thôi, chúng ta không phải là thiên sứ, nên là chúng ta cũng có những cái lỗi lầm. Nhưng mà sau những cái lỗi lầm, khi mà đối phương chỉ cho mình thì mình cũng nhận ra lỗi lầm và mình sửa đổi để làm sao cái mối quan hệ tốt hơn, chứ không phải là chê bai, khinh thường người khác. Và nhất là có cái sự thiếu tôn trọng với người mình yêu, đó là điều rất là cấm kỵ trong tình yêu các bạn nhé. Các bạn thân mến, trên đây là 4 điều các bạn nhất định phải làm nếu như người con gái mà bạn yêu, người con gái mà bạn đang tán tỉnh mà không tôn trọng bạn, thì bạn cần phải làm điều này một cách linh hoạt. Tùy từng tình huống cụ thể thì mình sẽ ứng dụng những cái câu này làm sao cho là phù hợp. Và mình tin rằng khi mà các bạn làm được những cái điều này ấy, thì bạn cực kỳ có giá trị trong mắt con gái. Và bất kỳ người con gái nào có được bạn trong đời thì đó là một cái món quà vô giá. Bởi vì mình đến với cuộc đời ấy, cũng là đem cái tình yêu thương rất là chân thành, rất là ngọt ngào đối với người phụ nữ rồi, đúng không? Thì tất nhiên cô cũng sẽ đáp trả lại bằng một cái tình yêu chân thành và ngọt ngào như thế. Bởi vì trong cuộc sống ấy, sẽ có những người tốt, người không tốt đến với cuộc đời của mình. Cái người chân thành và người không chân thành bước đến cuộc đời của mình, hoặc người luôn luôn có sự tôn trọng người khác và người không. Nhưng mà chúng ta có quyền lựa chọn mà, đúng không? Chúng ta có quyền lựa chọn là loại bỏ người không phù hợp ra khỏi cuộc đời của chúng ta, và chúng ta đón nhận những cái kỳ tích trong cuộc đời các bạn nhé.
Các bạn thân mến, nếu như các bạn muốn kết nối với mình, các bạn có thể vào trang fanpage ở trên Facebook có tên là Thu Thảo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.